lê vi ký chương 8 lễ sức dầu tấn phong chức tế lễ chúa bảo môi xe con hãy đưa a rôn và các con trai người cùng đem theo các áo lễ dầu sức con bò đực làm tế lễ chuộc tội hai con trên đực và một giỏ đựng bánh chay không men rồi triệu tập tất cả nhân dân tại cửa trại hội kiến môi xe làm đúng những điều chúa đã truyền bảo mình nhân dân họp lại tại cửa trại hội kiến, môi xe bỏ nhân dân. Đây là điều Chúa đã truyền dạy, phải thi hành. Môi xe đem Aaron và các con trai người tắm trong nước. Ông mặc áo ngắn cho Aaron, nịt đai nưng, khoác áo lễ, mặc ephod và thắt chặt đai ephod để đeo ephod, rồi đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng ấy các urim và thunim đội cái mũ lên đầu, buộc tấm thẻ vàng phía trước, tức là mão triều thiên thánh như Chúa đã truyền bảo môi xe. Môi xe lấy dầu sức bôi lên đền tạm và tất cả các vật trong đó để thánh hóa chúng. Ông cũng rảy dầu bảy lần trên bàn thờ, sức dầu trên bàn thờ và tất cả các dụng cụ, thùng đựng nước tắm rửa và chân thùng để thánh hóa chúng. Môi xe đổ dầu sức trên đầu Aaron để sức dầu tấn phong và thanh hóa người môi xe cũng đem các con trai Aaron đến gần và mặc cho họ áo ngắn cột đai đôi mũ lên đầu như chúa đã truyền bảo môi xe người cũng đem đến con bò đực làm lễ chuộc tội Aaron và con trai người đặt tay trên đầu nó người giết nó đi và môi xe nhúng huyết trên ngón tay sức trên các sừng bàn thờ và xung quanh bàn thờ để thanh tẩy bàn thờ. Ông đổ huyết lại, còn lơi chân bàn thờ và thánh hóa nó để làm lễ chuộc tội tại đó. Ông lấy tất cả mỡ chài, tấm mỡ bọc gan, hai quả thận và mỡ bọc hai quả thận, rồi mua xe thiêu tất cả trên bàn thờ. Còn con bò đực với bộ da, thịt và phân nó được đem ra ngoài trại quân. Môi xe thiêu tất cả trong nửa, như Chúa đã truyền bảo mình môi xe cũng đem các con chiên đực dùng làm tế lễ thiêu đến gần Aaron và các con trai người đặt tay trên đầu nó môi xe giết chiên đực rới huyết xung quanh thành bàn thờ rồi xả thịt ra từng miếng thiêu cái đầu các miếng thịt và mỡ môi xe cũng rửa bộ lòng và các giò trong nước rồi thiêu đi với cả con chiên đực trên bàn thờ đó là tế lễ thiêu có mùi thơm dùng lửa dâng lên cho chúa nhưng ngài đã truyền dạy môi xe môi xe cũng đem con chiên đực thứ nhì đến để làm lễ tấn phong aaron và các con trai người đặt tay trên đầu nó người giết nó đi môi xe nhúng ngón tay trong huyết nó sức trên tay phải của aaron trên ngón tay cái bàn tay phải và trên ngón cái bàn chân phải môi xe cũng đem các con trai aaron đến gần sức dầu sức huyết nơi trái tay phải trên ngón cái của bàn tay phải và trên ngón cái của bàn chân phải của họ rồi giải huyết còn lại xung quanh bàn thờ ông lấy mỡ và mỡ của đuôi và tất cả mỡ của bộ lòng tấm mỡ bọc gan hai quả thận và mỡ bọc hai quả thận và cái đùi bên phải ông cũng lấy trong giỏ bánh không men đặt trước mặt chúa một cái bánh nhỏ không men một cái bánh nhỏ có dầu và một cái bánh tráng rồi để các bánh đó trên lớp mỡ và trên cái đùi bên phải. Ông giao tất cả các vật đó trong tay Aaron và các con trai người để họ dâng đưa qua đưa lại trước mặt Chúa. Môi xe lấy lại các vật đó khỏi tay họ, đem thiêu nơi bàn thờ. Cùng với của lễ thiêu, đó là lễ tấn phong có mùi thơm, tức là tế lễ dùng lửa, dâng lên Chúa. Môi xe cũng lấy cái ngực của con chiên đực dâng trong lễ tấn phong, đưa qua đưa lại trước mặt Chúa. Cái ngực ấy là phần của môi xe như Chúa đã truyền dạy ông. Sau đó môi xe lấy dầu sức và huyết trên bàn thờ, rảy trên Aaron và trên lễ phục của ông, trên các con trai Aaron và lễ phục của họ, để thanh hóa Aaron và các con trai người cùng lễ phục của họ. Môi xe bỏ Aaron và các con trai người, hay nấu thịt tại cửa, trải hội kiến và ăn tại đó với bánh trong giỏ, dùng trong dịp lễ tấn phong như Chúa đã dặn. Môi xe và các con trai người phải ăn thịt đó, hãy thiêu tất cả thịt và bánh còn lại, đừng rời khỏi trại hội kiến, cứ ở đó suốt bảy ngày cho đến mãn thời gian lễ tấn phong, vì lễ tấn phong kéo dài bảy ngày, những việc đã làm ngày nay đều được Chúa truyền bảo để chuộc tội cho các ngươi, các người phải luôn ở tại cửa trại hội kiến suốt bảy ngày bảy đêm và phải làm mọi điều Chúa đòi hỏi hầu cho các ngươi khỏi chết vì đó chính là điều ta được chúa truyền bảo vậy aaron và các con trai người thực thi mọi điều chúa đã dùng môi xe truyền bảo họ